nhưng trong đó không muốn trụ vào chỗ trứng. Vì sao? Vì có hai lý do. Hai lý do đó là: một là quả vị ấy hoàn toàn không có tự tánh, người có thể trụ và pháp được trụ đều không thể đắc. Hai là đối với quả vị ấy không thỏa mãn, cho nên đối với quả vị ấy không muốn trụ vào chỗ trứng. Nghĩa là các Bồ Tát thường nghĩ như vậy: ta phải chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, không thể không chứng đắc, nhưng ở trong đó không nên trụ vào quả vị đã chứng. Vì sao? Vì từ lúc ta mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho đến nay, không bao giờ có tư tưởng khác, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhưng ta nhất định phải chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không lẽ ở trong thời gian đó trụ quả khác. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy, từ mới phát tâm cho đến khi nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, chưa từng có tư tưởng khác, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy, từ lúc chứng đắc sơ địa lần lượt chứng đắc địa thứ 10, chưa từng có tư tưởng khác, chỉ mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy một lòng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với tất cả thời tâm không tán loạn, hoạt động của thân khẩu ý nghiệp hoàn toàn tương ưng với tâm Bồ Đề. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy trụ vào tâm Bồ Đề để hành đạo Bồ Đề, không bị những việc khác làm quấy nhiễu tâm mình. Cụ Thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp hoàn toàn không sanh thì vì sao nói Đại Bồ Tát hành đạo Bồ Đề? Phật bảo: đúng vậy, theo lời ông nói, tất cả các pháp đều không sanh, nhưng ở đây sao lại nói các pháp không tạo tác, không có kết quả của sự tạo tác, nên biết tất cả pháp đều không sanh. Cụ Thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải chăng chư Phật dù xuất hiện ở thế gian hay không xuất hiện ở thế gian, thì pháp giới của các pháp là pháp thường trú như vậy? Phật bảo: đúng vậy, nhưng các hữu tình không thể hiểu rõ pháp giới của các pháp là pháp thường trụ như vậy, nên luân hồi trong sanh tử chịu các khổ não. Các Đại Bồ Tát vì làm lợi ích cho họ mà hành đạo Bồ Đề, nhờ đạo Bồ Đề mà làm cho các hữu tình hoàn toàn giải thoát các khổ sanh tử và chứng đắc niết bàn thường lạc thanh lương. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: các Đại Bồ Tát nhờ dụng đạo sanh mà chứng Bồ Đề phải không? Phật bảo: không. Cụ Thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, nhờ dụng đạo không phát sanh nên đắc Bồ Đề phải không? Phật bảo: không. Cụ Thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, nhờ dụng đạo phát sanh hay bất sanh mà đắc Bồ Đề chăng? Phật bảo: không. Cụ Thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, nhờ dụng đạo chẳng sanh chẳng phải không sanh mà đắc Bồ Đề chăng? Phật bảo: không. Cụ Thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì do đâu mà đắc Bồ Đề? Phật bảo: Thiện Hiện, Bồ Đề không do đạo, chẳng phải đạo mà đạt được. Vì sao? Vì Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề, cho nên không do đạo phi đạo mà được. Cụ Thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề, phải chăng Đại Bồ Tát đã đắc đạo Bồ Đề thì cũng phải chứng Bồ Đề? Nếu vậy thì Như Lai ứng chánh đẳng giác, do duyên gì mà vì chư Bồ Tát nói 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật và vô lượng vô biên các Phật pháp khác để khiến cho họ tu chứng? Phật bảo: này Thiện Hiện, ý ông thế nào? Chẳng lẽ ông cho là Phật thật có đắc Bồ Đề chăng?